Đến thư viện làng để đọc sách, giờ đã là thói quen của ông Lê Văn Thái và nhiều người dân ở thôn Thạch Bình, thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Thư viện này trưng bày rất là nhiều sách có giá trị kể từ kể cả trong nước và cũng như ở nước ngoài tạo cho người dân nhà là có điều kiện tham khảo và hiểu được nền văn hóa của tất cả dân tộc. Từ 300 đầu sách của nhóm thiền nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ, sau đó thì được sự hỗ trợ của thư viện tỉnh cũng hỗ trợ mấy trăm cuốn và hội khuyến học tận rồi là bà con ở phương xa bà con ở trong trong thôn hỗ trợ từ nay đến nay thì cũng gần bốn nghìn đô sách thư viện được đặt ngay tại nhà văn hóa cộng đồng của thôn nên bất cứ ai cũng có thể tranh thủ đến đọc với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và sự đóng góp của người dân trong thôn số đầu sách báo tại thư viện thôn Thạch Bình cũng đa dạng Sách ở đây thì có thể giúp em có nhiều kiến thức và giải trí sau những giờ học. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đã thành lập được 26 thư viện làng, đặt ngay tại các thôn xóm của địa phương. Khi mới thành lập, những thư viện này phần lớn được các nhà hảo tâm hỗ trợ vài trăm đầu sách. Nhưng với sự đóng góp của bà con dân làng, số đầu sách ở các thôn cũng đã tăng dần. Từ các loại sách hướng dẫn kỹ thuật canh tác nông nghiệp đến sách văn học nghệ thuật và công nghệ hệ thống thư viện xã thì hầu như vẫn đang còn là có những khoảng trống. Thì hiện tại các thư viện làng mở ra thì thư viện làng là cánh tay nối dài của thư viện tỉnh. Từ ngày có thư viện làng, các ông bố bà mẹ ở thôn Thạch Bình cũng yên tâm hơn bởi con em họ ngoài giờ lên lớp có nơi để đọc sách. Còn với nhiều người dân trong thôn cần tìm hiểu kỹ thuật canh tác cây trồng hay chăn nuôi, họ có thể đến thư viện thôn ở đó có những cuốn sách có thể đáp ứng nhu cầu của họ